Xin chào các anh chị và các bạn. Hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Hôm nay thì bên em vừa về được một chiếc Toyota Cross phiên bản HV bản xăng điện màu trắng ngọc trai. Thì để phân biệt giữa Cross bản xăng điện và các bản thường thì các chi tiết ốp này sẽ được là ốp xanh thể hiện là động cơ xăng lai điện, còn bên cạnh đây là ốp chrome thì nó sẽ là phiên bản xăng cao cấp, và nếu mà không có cái bộ ốp đấy thì sẽ là phiên bản xăng thường, xăng tiêu chuẩn. Ngoài ra thì có thể phân biệt thêm là có giá nóc, những cái hai bản cao sẽ có giá nóc. Và thì trong video này thì em xin phép giới thiệu sâu hơn về chiếc xe Cross ở cái thời điểm ra Tết này. Cross thì được phân phối ở thị trường Việt Nam với 3 phiên bản và nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. 3 phiên bản lần lượt là 1.8G có giá niêm yết là 730, là giá niêm yết mới so với cả 2021. Còn phiên bản tiếp theo, phiên bản 1.8V có giá niêm yết là 830. Còn phiên bản cao cấp nhất là trước mặt chúng ta đây có phiên bản có giá niêm yết là 920 triệu, cũng tăng 10 triệu so với cả phiên bản cũ năm 2021. Thì phiên bản 2022 này là được cập nhật so với bản 2021, là được nâng cấp lên tiêu chuẩn khí thải Euro 5, và ngoài ra là cái một số thay đổi nhỏ nhỏ về ví dụ như là cái hệ thống tự động phanh hoặc là cái hệ thống ga thích ứng thay đổi một chút. Còn đa số về ngoại hình và cũng như là nội ngoại thất thì sẽ không thay đổi gì. Kết thúc năm 2021 và đầu 2022 thì cụ thể là trong tháng 1 năm 2022 thì Cross được một là top 10 những cái xe mà bán chạy nhất trong tháng 1 2022, có đạt doanh số là 1.715 xe, còn vượt cả cái doanh số của dòng xe huyền thoại của Toyota là Toyota Vios chỉ có là 1.446 xe thôi. Tuy nhiên là sang 2022 này thì có một số thông tin khá buồn là tất cả các hãng xe đều đang bị thiếu nguyên liệu sản xuất xe, cụ thể là thiếu chip, nên là tất cả hãng xe đang không đạt được cái sản lượng mình mong muốn, nên là cái giá xe nó cũng sẽ, cái lượng xe nó cũng không được đảm bảo cho thị trường. Nên là anh chị nào muốn lấy xe, thời điểm lấy xe sớm sau khi đi sau Tết này thì có thể liên hệ giúp em cái số điện thoại trên màn hình. Thì đây là trước mặt chúng ta, đây là chiếc xe Toyota Cross bản 1.8 HV Hybrid. Và trong khuôn khổ là cái video nhanh này thì em sẽ giới thiệu về thị trường cũng như là nội ngoại thất chiếc xe Toyota Cross màu trắng ngọc trai bản HV. Thì anh chị nào cần hỗ trợ thêm về thông tin gì có thể liên hệ giúp em qua số hotline trên màn hình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở các video tiếp theo.